Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Phim Cổ Trang Quốc Tư Sám có một nữ đệ tử với sự tham gia của Triệu Lộ Tư, Từ Khai Xính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 22 tháng 9. Nhiều khán giả dự đoán đây sẽ tiếp tục là một web drama thành công giúp danh tiếng của Triệu Lộ Tư thăng hạng. Sau đây là những lý do khiến bộ phim chắc chắn sẽ bùng nổ khi vừa mới lên sóng. Đầu tiên, thánh địa của Triệu Lộ Tư. Những ai là fan của Triệu Lộ Tư chắc chắn đã biết tới hình ảnh của cô Tư ở Trần Thiên Thiên trong lời đồn "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta". Triệu Lộ Tư được mệnh danh là nữ hoàng web drama khi nhiều tác phẩm phim chiếu mạng đã giúp cô nổi tiếng. Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử tiếp tục là một web drama cổ trang thuộc thể loại tình yêu ngọt ngào. Hình tượng nữ chính cũng có cá tính khá giống với nhân vật Trần Thiên Thiên hay Lạc Phỉ Phỉ cô từng thể hiện. Vì vậy, tác phẩm lần này được coi là thánh địa của Triệu Lộ Tư, nơi cô có thể thỏa sức thể hiện kiểu nhân vật sở trường. Trong Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử, Triệu Lộ Tư thủ vai con gái duy nhất của đại tư mã Tăng Công, Tăng Kỳ. Cô có một vụ cá cược bằng mọi cách phải khiến công tử Yến Vân Trì, Từ Khai Xính nhận túi hương của mình. Vậy nên, Tăng Kỳ xin cha cho vào Quốc Tử Giám học, nơi có Yến Vân Trì làm thầy đồ. Tăng Kỳ trở thành nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám, bị nhiều nam sinh ghen ghét, tìm cách đuổi đi. Vậy nhưng vốn thông minh nhanh nhẹn, cô đã dùng nhiều cách láo cá để đối phó với bạn học và theo đuổi Yến Vân Trì. Thứ hai, Từ Khai Xính học tạo hình nam thần cổ trang. Từ Khai Xính, nam chính của Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử sinh năm 1990. Anh chàng cũng nổi lên từ những bộ web drama ngôn tình, được đánh giá có khả năng diễn xuất tốt. Tạo hình nam thần cổ trang của Từ Khai Xính lần này rất được yêu thích. Khán giả khen ngợi anh có vẻ lôi cuốn, đúng hình mẫu nam chính lý tưởng của thể loại ngôn tình. Triệu Lộ Tư tuy diễn xuất khá vậy nhưng có một điểm yếu là các nhân vật của cô qua nhiều bộ phim luôn hao hao giống nhau. Hầu hết các nhân vật đều xoay quanh kiểu nhân vật vui tươi, ngọt ngào có cá tính. Chính vì vậy, nam chính mà Triệu Lộ Tư bắt gặp sẽ đóng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên hiệu ứng cặp đôi và tương tác trên màn ảnh, giúp bộ phim thành công. Thứ ba, hiệu ứng cặp đôi chính thu hút. Hiệu ứng cặp đôi luôn là yếu tố quan trọng để giúp một bộ phim tình cảm thu hút khán giả, và Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử đã làm được. Từ khi những hình ảnh đầu tiên của phim được tung ra đã khiến khán giả thỏa mãn bởi Triệu Lộ Tư và Từ Khai Xính rất đẹp đôi. Khi đứng cạnh Từ Khai Xính trong những khung hình trùng, Triệu Lộ Tư trở nên nhỏ bé, đáng yêu, đúng với kiểu nhân vật cô thể hiện. Ánh mắt cả hai dành cho nhau cũng rất tự nhiên, ngọt ngào. Điều này góp phần quan trọng vào diễn xuất và sự tương tác của cặp đôi trong phim. Thứ tư, Triệu Lộ Tư sắp chuyển hướng. Là gương mặt nổi bật thuộc lứa diễn viên thế hệ 1995, vậy nhưng Triệu Lộ Tư cũng bị nhiều khán giả nhận xét đang dần trở nên nhàm chán vì gắn liền với kiểu nhân vật nữ chính quen thuộc. Triệu Lộ Tư cần chuyển mình để tạo cú hích mới trong sự nghiệp nếu không muốn dần thui chột khả năng diễn xuất. Có thể thấy trong trường ca hành phát hành đầu năm này, dù chỉ diễn vai nữ phụ công chúa Lạc Yên, song đây lại là một vai diễn Triệu Lộ Tư được khen ngợi bắt đầu có sự thay đổi, diễn xuất tiết chế, có chiều sâu hơn. Hay trong những bức hình hậu trường mới nhất của Tinh Hán Sán Lạn, đóng cùng với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư cũng được khen trưởng thành, chững chạc hơn nhiều so với các kiểu nhân vật cũ. Chính vì vậy, rất có thể Tăng Kỳ của Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử sẽ là lần cuối cùng Triệu Lộ Tư thể hiện kiểu nữ chính ngọt ngào, đáng yêu, cá tính. Có lẽ Triệu Lộ Tư đang bắt đầu tìm cho mình hướng đi mới mẻ hơn để thúc đẩy sự nghiệp. Chúng mình là Hóng Phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!